Thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh, an toàn giao thông đô thị sau một tuần ra quân xử lý vi phạm tại 13 địa điểm buôn bán tự phát trên địa bàn thành phố. Chiến dịch lập lại trật tự đô thị lòng đường vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh được thành phố Vũng Tàu bắt đầu triển khai từ khoảng đầu tháng 11. Theo đó, trong giai đoạn 1, thành phố đã soát vận động 2.775 hộ kinh doanh tại các khu vực thường xảy ra tình trạng kinh doanh buôn bán tự phát, ký cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Ở giai đoạn 2, từ ngày 15 tháng 11, Công an thành phố Vũng Tàu phối hợp với lực lượng trật tự đô thị, phường xã, tuần tra kiểm soát tại 13 khu vực kinh doanh buôn bán tự phát. Sau một tuần ra quân, lực lượng chức năng thành phố đã tuyên truyền nhắc nhở 549 trường hợp, lập biên bản xử lý 32 trường hợp vi phạm với số tiền gần 23 triệu đồng. Các phường đã lập biên bản 78 trường hợp vi phạm, tịch thu 130 tang vật, phương tiện vi phạm, tạm giữ một giấy phép kinh doanh. Nhờ đó, tình hình vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến phố, trong đó có 13 địa điểm buôn bán tự phát trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã giảm mạnh. Tại hội nghị sơ kết công tác lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp để công tác này hiệu quả hơn trong thời gian tới.